Xin chào tất cả các bạn nhá. Mời các bạn xem pha máy xúc lên trên xe Ford này nhá. Bây giờ là pha máy xúc lên Ford vô cùng là đẹp mắt. Bên này là chiếc máy xúc Dosan 140 đang cẩu các cái lóc cống các bạn nhá. Bây giờ các bạn xem chiếc máy xúc này DX55 biểu diễn màn lên trên xe Ford. Con này lên là chắc chắn phải bốc đầu rồi. Nhìn cái cầu kia mà, cái cầu trông rất bựa. Các bạn có thể cái cầu hàn chắp vá các kiểu. Này, lộn đi ra lại. Ui trông kinh thế nhỉ. Chưa đây con xe nào làm quả cầu mà nhìn trông bựa như con này. Ui này. Rất nguy hiểm các bạn nhá. Vì nhìn những pha vừa rồi trông rất tròng trành, cảm giác như là sắp sửa lộn thùng phèo. Rất cảm ơn các bạn đã xem video nha. Vừa rồi là pha lên xe Ford vô cùng là nguy hiểm của chiếc máy xúc. Mình phải dùng từ là nguy hiểm bởi vì nó rất tròng trành. Nhìn trông cái xe rất chi là tạm bợ nha các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhá. Xin chúc video đây.